Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thêm 3 món đồ chơi nữa. Rồi, mời các bạn xem chi tiết vào màn hình. Đầu tiên mình sẽ review cho các bạn xem đó là bắt giới lỗ tai đèn nha các bạn. Thì như các bạn cũng biết, khi nghe cái tên là bắt giới lỗ tai đèn thì đương nhiên là trên hai cái lỗ tai của chưa bắt giới sẽ có đèn các bạn ha. Ngoài hai cái lỗ tai ra thì các bạn nhìn cái đầu ha, cái đầu của chưa bắt giới cũng có đèn luôn nè. Ở dưới cái bánh xe các bạn cũng có đèn, ở dưới chân chưa bắt giới á. Thì sản phẩm này á, hai cái tai nó sẽ hoạt động được các bạn, sẽ có cái cù cào ha. Bánh xe nó cũng là bánh xe tròn, xoay 360 độ gặp vật cản cũng tự động tránh ngay chỗ khác các bạn. Nó cũng có tay cầm luôn, thích thì ba mẹ lắp tay cầm vào cho con em ta chơi, còn nếu như mà không thích á, thì tháo tay cầm ra. Con em chúng ta vẫn chơi đồ chơi dùng pin được, các bạn xem chi tiết ha. Sản phẩm thứ hai muốn review đó là heo ôm thùng tiền. Cái sản phẩm này thì nó khác chứ chưa bắt giới các bạn, nhưng mà mình thấy cái sản phẩm nó cũng na ná, mình giống như mình ghép chung vô một cái video cho các bạn xem cho dễ. Sản phẩm này các bạn nhìn chú ý nè, nó cũng giống như cái sản phẩm đầu, nó cũng có tay cầm ha. Thích thì ba mẹ lắp vô, còn không thích thì ba mẹ lấy ra. Thì những sản phẩm này là những sản phẩm mà thuộc chỉ có lồng đèn Trung Thu các bạn ha. Thì mình review sớm cho các bạn xem, nếu các bạn cảm thấy mà đẹp á, thì có thể lấy về buôn bán, mà thấy hay á, thì có thể mua dùng người ta chơi, tại vì cái thời gian Trung Thu chúng ta quay qua lại nó cũng gần tới rồi đó. Thì sản phẩm này nó cũng chạy, nó có đèn nhạc bạn ha, đèn led, ngoài sau của con heo cũng có đèn nè, cái thùng tiền cũng có đèn chiếu chiếu rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc các bạn ha. Đặc biệt là chơi ban đêm, khi chúng ta chơi ban đêm mà con em cầm đi công viên á, hoặc là đi lễ á, thì nó rất là hấp dẫn các bạn ha, rất là dễ thương. Rồi, sản phẩm cuối cùng mình muốn review đó là bát giới đứng mây các bạn. Thì như các bạn cũng biết, bát giới đứng mây thì đương nhiên là cái chưa bát giới này nó sẽ cởi một cái cục mây các bạn. Thì cái đồ chơi nó làm giống như cục mây các bạn. Thì cái sản phẩm này nó cũng có cái bánh xe tròn các bạn, giống như cái bát giới mà lỗ tai đèn gì đó. Bánh xe nó cũng bánh xe tròn xoay 360 độ, gặp vật cản thì nó tự động tránh ra ha. Các bạn lưu ý nha, cái cục cào này là cục cào G nha các bạn. Khi các bạn mua về thì các bạn cũng lắp vào nha, chứ nó không có dính chung. Thì nó cũng có tay cầm thôi, thì thuộc gì nó thuộc về cái dạng đồ chơi dùng pin mà đó. Thì các bạn nhìn thấy nha, nhạc đèn led chiếu rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều, bye bye nha.